quay hiệu có hết cả pin. Nói chung cái máy kia tôi gần hết pin, nhưng mà do nó không đủ sáng nên không dùng cái máy này quay được. Máy này chỉ ra đủ sáng quay thì nó mới đạt tiêu chuẩn các bạn. Được rồi, hứa hẹn còn 6 cái động nữa cơ. Châu Sơn Tự 6 cái nữa. Trà này nóng thế. Thôi lại chui vào cho nó mát đi. Châu Sơn Tự. Hả? Đây là Châu Sơn Tự nhé mọi người nhé. Di tích lịch sử cấp quốc gia. Động Suối Bạc 30m. 30m đi là cũng hơi nhiều đấy. Còn mới bảo kêu gì, muốn kêu gì. Cảm ơn thật luôn nhá. Thấy nào, có cả cối dã dầu, xô dã dầu, cái này, cứ bảo ăn dầu đấy, cứ bảo ăn dầu, chứ lại cái kia đấy cối dã dầu đi. Tiền càng ăn dầu đấy, tiền mẹ càng ăn dầu á. Tiền mẹ càng ăn dầu á các bạn. Kìa thấy các con một cái bát quái. Không đi đâu, còn nhớ ai đi đâu. Nhưng mà đoàn mình không đi. Đoàn mình không đi. Ở trên kia cũng có rất là nhiều những cái hệ thống chùa kìa. Có 5.000 thôi ta đi. Xa lắm ấy thì mình mới đi thôi. Này là gần mà. Nó bảo là chùa có bốn quanh đây thôi. Chùa thì bốn quanh cứ chỉ cháu mình phải làm cao. Cứ bảo là 20.000 đi đâu tôi bảo không. 15.000 ông chở ông tôi đi bộ. Thế sao nó bảo tôi lên. Đấy nó không để ra bằng để ra được tâm hồn. Để ra được tâm hay không? Lên kia mà lên bài đã cho thêm 30.000 đấy. Ngày đấy chúng tôi đi cái 30.000 hay là 50.000 là 1.000 400.000 đi chỗ này còn 1.000 đi xong đi xong này là hết mà mình đi đấy 400.000 375.000 không đi trên kia à. Cao lắm lên được sao không lên được cao lắm nhọc lắm đấy ông bạn đây mẹ mẹ Hoàng Mười chứ đấy ông Hoàng Bảy Hoàng Bảy Hoàng Mười ở đấy hết. Ơ kìa, Hoàng Mười xong đi nước này ra kia đi. Bây giờ mình đi nước này mà, lên nước này, lên nước này đi. Lắm cũng cao, rất là cao. Ơ, đi nước nào là chịu cao, bậc kia cũng là cao. Không, hình cao lắm, trong đội chú. Đi hết, nó ai đi được, cứ đi. Nam mô khai bảo tàng Bồ Tát Ma Ha Phát. Kinh nói về công đức bản nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đúng thật như thế. Kia cũng đi hết rồi. Bây giờ quá hết cả tay. À đây trong này đây. Đây là Châu Sơn Động. Nhiều động quá nhớ không nổi nữa. Vào Toán Quyền này. Suối vàng suối bạc kìa các bạn kìa. Biết đi thì nhanh được nhiều điểm mà không biết đi cứ ra ra lại vào vào. Trong này rất đẹp. Và mình quê ở đâu? Nam Định ạ. À Nam Định à? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi. Wow. Ở tiến đi rồi. Hắn ra chưa?
Đang đi rồi, đang đi rồi. Không ngại em vô đi vào. Đây là động suối vàng và suối bạc các bạn nhé, bàn thờ sơn thần thổ địa. Chúng ta sẽ đi lên đây, động suối bạc cấp di tích cấp quốc gia. Chúng ta đến cửa sơn thần thổ địa, chúng ta phải thành kính. Ở đây rất là nhiều cảnh đẹp mọi người ạ. Rất là nhiều cảnh đẹp. Chúng ta chỉ việc đi tham quan thôi. Tôi không biết là động suối vàng, suối bạc thì sẽ như thế nào, có đẹp không. Bây giờ chúng ta sẽ được, tôi sẽ cùng với các bạn đi vào thăm nhé. Ở đây đúng là một hệ thống hang động rất là nhiều cái, rất là đẹp luôn, rất tuyệt vời. Do dưới này nó không đủ ánh sáng, tôi phải chuyển máy thôi. Cúi mỏi cổ phết đấy, cứ cúi cúi lại không? Càng vào trong sâu càng cảm thấy khó thở nhỉ? Nhiều động quá giờ, không nhớ là cái động gì nữa. À, đi đường này là ra bến xe này gì nữa? Cây dưới to thế, cây này khai thác. Động cô chín và động cô bé nữa. Hả? Rồi chúng ta sang động cô chín và động cậu bé này nhá. Mà không nhận được cái nào biết ngay hội mình là mặc áo tím. Nên mình đi đâu là có áo tím gì thôi. Rồi với đội kia lên lên cái động này rồi à? Có lên không ta? Dạ đi đi kìa. Trên kia, trên đỉnh kia một động. Vâng, động đi, động cao. Động ông 10. Lên cái ngọn này mới là cao này. Đây là động suối bạc thì chúng ta vừa đi vào hết rồi. Châu Sơn ta vào rồi. Còn trên này nó là cô chín. Đèn cô chín. Và động cô bé cũng nằm ở trong này. Nhưng chắc chắn mọi người không vào rồi. Mọi người đi về hết rồi. Không lên trên này. Nó cao đấy. Về hết rồi kìa. Mà đang ở trên đường ra về này mọi người. Hay không ngồi xe ôm ông đi làm một chuyến thuê. Để kéo đi. Đầm đa này. Đầm đa. Trong đi kìa. Về trong. Về đi, về đi. Bọn nó ở về xuống. Trên cao lắm, động Hoàng Mười kìa. À, trên kia ông Hoàng Mười các bạn. Nhưng mà cao lắm, mọi người bỏ cuộc quá rồi. Người ta đang đi xuống kia. Chân thế thôi, nhưng mà đi vòng vèo còn đâu. Đó, thế thôi.
nhiều lâu gần nó cũng gần thôi, nhưng cái đều cao, vòng theo sau đều cao thôi, cao ngoài chân. Đây rất là đẹp các bạn, rất là nhiều cái hệ thống hang động vô cùng tuyệt vời do thiên nhiên tạo ra. Và hầu như là không, cũng không bằng hôm qua ở trên chùa Hương. Cái này không cao bằng chùa Hương hôm qua, không cao nó sụp hơn, cái điều nó dựng đứng thôi, đứng nám lên. Đội kia là về sớm đấy. Đây là đất Hòa Bình đấy. Đất Hòa Bình đấy các bạn. Ôi, cái bãi xe ô tô xa lắm. Đây là toàn cảnh khu du lịch Đầm Đa nhé mọi người nhé. Hàng quán họ bán rất nhiều. Đi hai ngày rồi, mệt lắm rồi, thở không được, thành ra cũng không muốn nói. Cái địa bàn này nó không phải là cái địa bàn của mình không nắm rõ được, nên không nắm được cái địa chỉ của nó như nào để giới thiệu. Đây người ta đang đến, người ta mua cái gì đây? Kẹo dừa. Kẹo dừa. Cái này bao tiền? Một nửa tiền. Hôm nay bao nhiêu? Cái gì đây? Đây là cái gì đây? Cái này bao tiền? Dừa. Dừa. Cái này mua hàng ngon đấy ạ. Anh biết rồi. Để hàng ngon cực luôn. Dừa. Cái này bao nhiêu đấy hả? Bao nhiêu lấy cho 4 gói này nữa. Cái hộ dành mấy hộp sẽ ra kia trả tiền. Cái này bao tiền một cái? Cái đấy là 2 năm hộp ra. Mỗi thứ 2 hộp, mỗi thứ 2 hộp. Kẹo dừa 2 hộp. Vâng, chị gửi đi em lấy cho. Lấy hộ dành kẹo dừa 2 hộp. Ủa chị này chính là mở hàng nó chả. Cái kẹo gì kia 2 hộp. 30.000 nhá. Chị ơi. Đây không ạ, cái đấy 30.000. Đấy là 10 hộp, cái kẹo dừa là 1 cái gà nó mua 15.000. 30.000 2 hộp. 15.000 cái gói kìa, còn cái hộp này không có đâu. Cái này bỏ cái kia vào đi. Bao nhiêu tiền? Đâu ạ? Bán không? Cái đấy là 130.000 đâu bán. 100 á? Bán 15.000 không lấy mấy cái kẹo dừa nữa. Này 35.000 có bán không này? Cho 2 hộp đấy đi, 2 hộp đấy. Người đã ăn Việt đấy không nhá, trả tiền cái này đã quên. Cứ trả luôn đi, chứ ra kia trả cho. Đây giờ từng người một. Này cái này bao nhiêu đấy hả?
Đây, 55.000. Ba hộp bao tiền? Thì lấy 4 hộp 55.000. Đâu tao mà, ok ạ, ok ạ. 55.000 à? Tổng là bao nhiêu? Này tính tiền cái này đi đã này. Rồi 35 với 55 là 90. Đây, giá lại 10. Nhanh con lấy giống em nhá. Lấy một thứ hai hộp thôi. Thứ hai hộp kìa. Ừ. Ăn lắm nó sầu răng. Vâng. Cái hộp kìa. Làm gì? Bà gọi 30.000 đi, 30.000 này. 30.000 là 30 thôi. Còn không? Phải đưa tiền tắt chắn cho nó trả lại 60.000 thôi mà. Xách hộ cái nha. Có mua gì không? Không. Đi hội không mua gì bà? Không mua cái gì. Tiền hết, không mua gì hết. Lấy ông lái xe đứng kia. Ôi giời ơi. Không. Ăn thịt lợn nó không ai ăn được. Giờ chứ cái cơm rau nước cấy ăn nó ngon thì. Ngoài cánh đồng lúa này. Đồng lúa đang quy chuẩn. 3 bút bốc. Bao nhiêu luôn? 5.000 cả. Thế mua đi làm cho bác anh đi ơi. Chai nước đây bán nhỏ đấy. Cái chai này bao nhiêu của tiêu nhỏ? Chai này 40 à? Chai nào? Chai này mà. Chai này 10. Cho một chai lạnh đi. Còn mấy chai